Trong video này thì chúng ta sẽ học cách đó là ngắt kết nối với chatbot, bởi vì đôi khi chúng ta chatbot nó bị hoạt động lỗi chẳng hạn, hay là nó hoạt động không như mong muốn chúng ta, hoặc là chúng ta cần dừng lại để chúng ta chỉnh sửa các nội dung trong chatbot, thì lúc này mọi người cần ngắt kết nối. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là hiện tại con chatbot này nó đang được kết nối với fanpage này, chatbot công cụ này. Đấy. Thì nó đang được kết nối rồi. Bây giờ chúng ta cần ngắt kết nối thì chúng ta sẽ vào cái menu ở bên tay trái. Hình bánh xe đây. Chúng ta kích vào đấy. Và lập tức thì chúng ta sẽ thấy cái nút để giúp chúng ta ngắt kết nối con chatbot này. Và khi nào mọi người chỉnh sửa xong hoặc là thao tác xong chẳng hạn thì mọi người hoàn toàn có thể vào đây khôi phục lại. Giờ tôi sẽ ngắt con chatbot này ra nhé. Đấy, thì nó sẽ hỏi là bạn có thực sự muốn ngắt kết nối với con này không? Ok, tôi muốn. Đấy. Thì bây giờ cái chatbot này nó lại trắng, tức là nó không liên kết với trang nào hết. Ở đây thì một cái vấn đề thế này, tức là hệ thống chatbot này chỉ hoạt động đối với những cái khách hàng đã nhắn tin cho fanpage từ khi hệ thống được kết nối vào thôi. Còn những con về trước thì nó không thể lấy data được. Như vậy thì chúng ta phải sử dụng một cái công cụ khác nữa. Ok, vậy thì chúng ta kết nối lại nhá. Giống như video trước thôi. Ok, vậy là chúng ta đã hiểu cách ngắt kết nối khi mà chúng ta không muốn sử dụng con chatbot nữa. Cái này rất là quan trọng khi mà chúng ta có sự cố. Hẹn mọi người ở video sau.